ái nữ nhà võ Hạ Trâm khoe khiếu nghệ thuật, chỉ một chi tiết chứng minh sẵn sàng nối nghiệp mẹ. Hành động của con gái võ Hạ Trâm đã khiến dân tình thích thú. Võ Hạ Trâm là một trong những nữ ca sĩ sở hữu chất giọng đặc biệt của showbiz cùng loạt hit gắn liền với nhiều khán giả, đặc biệt là thành công của MV Về Với Em mới đây. Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, võ Hạ Trâm còn khiến nhiều người phải ghen tị bởi hạnh phúc viên mãn bên ông xã Ấn Độ cùng nhóc tỳ vừa hạ sinh chưa lâu, bé Moon. Kể từ ngày có thêm sự xuất hiện của bé Moon, cuộc sống của vợ chồng ca sĩ võ Hạ Trâm thêm phần thú vị. Mới đây nữ ca sĩ còn chia sẻ đoạn clip về nhóc tỳ thể hiện khả năng ca hát khiến dân tình thích thú. Theo đó, võ Hạ Trâm đăng tải khoảnh khắc con gái 2 tuổi vừa ôm đàn guitar đồ chơi, vừa nhún nhảy theo nhạc, trông vô cùng thích thú và hào hứng. Có thể thấy dù chỉ mới 2 tuổi, tuy nhiên nhóc tỳ võ Hạ Trâm đã có niềm đam mê với âm nhạc. Chính chi tiết này đã khiến dân tình suy đoán rằng, trong tương lai, rất có thể bé Moon sẽ nối nghiệp ca hát của mẹ. Nhìn bé Moon đáng yêu quá. Đúng là con của mẹ Trâm mà, mới tí tuổi đầu đã ca hát nhảy múa thế này. Dự là trong tương lai sẽ kế nghiệp mẹ Trâm đây mà. Mới 2 tuổi đã bộc lộ năng khiếu rồi. Năm 2019, võ Hạ Trâm kết hôn cùng ông xã là doanh nhân người Ấn Độ tên Vikas Chaudhary. Gần 2 năm sau đó, vào tháng 7 năm 2021, cặp đôi đón ái nữ đầu lòng chào đời. Bé gái có tên thân mật là Moon, tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương. Võ Hạ Trâm là người ăn chay trường trong suốt 13 năm, cô luôn biết cách ăn uống hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn mang thai và chăm con. Đáng nói, bé Moon cũng được mẹ cho ăn chay và trộm vía phát triển khỏe mạnh. Thậm chí, nhóc tỳ còn cao lớn, khỏe mạnh hơn các em bé đồng trang lứa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.